viêm phổi là bệnh lý thường gặp trong mùa đông. Khi thời tiết lạnh, độ ẩm thấp sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến chúng ta dễ bị nhiễm bệnh. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra nhiều biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức trong việc phòng và điều trị bệnh để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình. Mùa đông là thời điểm vi khuẩn phế cầu cúm phát triển mạnh, làm cho bệnh viêm phổi diễn biến phức tạp. Viêm phổi gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, những đối tượng như người già, người có bệnh nền, đái tháo đường, xơ gan, nghiện rượu, suy tim, người thường xuyên hút thuốc lá, thuốc lào, trẻ em dưới 5 tuổi dễ mắc bệnh hơn. Thời tiết lạnh kéo dài cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh viêm phổi, đặc biệt là những trẻ dưới 6 tháng tuổi thường bị tấn công bởi virus vi khuẩn. Đối với lại cái lưu lượng mà khám bệnh tại các cái phòng khám cũng như là tại bệnh viện, thì tôi nhận thấy rằng cái số lượng bệnh nhi tăng lên nó phải đến tầm 150-200%. Năm nay đặc biệt nó có khác so với mọi năm. Là mọi năm thì đối với lại mùa này thì chủ yếu là mới cái mặt bệnh về viêm tiểu phế quản và hen. Tuy nhiên năm nay thì nó khác, đó là cái mặt bệnh về viêm phổi tập trung nó tăng lên nhiều hơn. Thông thường viêm phổi tập trung nó sẽ diễn biến khoảng tháng 3, tháng 4. Tuy nhiên năm nay cái mặt bệnh nó đã diễn biến đến tháng 11, tháng 12 và vẫn chưa có thấy dấu hiệu giảm. Và đó là một trong những cái mặt bệnh tương đối nặng và lạ so với lại cái mùa năm nay. Đối với từng đối tượng khác nhau, biểu hiện của bệnh viêm phổi cũng có phần khác nhau. Tuy vậy, các biểu hiện chung của bệnh thường bao gồm ho có đờm, khó thở, cơ thể mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi nhiều, buồn nôn, nôn hoặc đôi khi tiêu chảy. Một số trường hợp bệnh nhân cao tuổi có thể bị lú lẫn. Đối với bệnh nhân là trẻ nhỏ hoặc trẻ sơ sinh, các biểu hiện thường không quá rõ ràng. Tuy vậy, có một số triệu chứng giúp cha mẹ dễ nhận ra như trẻ nôn mửa, sốt co giật, mệt mỏi, bỏ ăn, bỏ bú, khó thở. Nhiều trường hợp nặng thường bị tím tái, rút lõm ngực, ly bì. Viêm phổi cần được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, đúng cách để ngăn ngừa nhiễm trùng và biến chứng đáng tiếc. Viêm phổi là một tổn thương đến nhu mô của phổi. Nó làm giãn ảnh hưởng đến các phế nang, các túi phế nang và các mô kẽ và ảnh hưởng đến các cái tiểu phế quản của phổi. Bệnh này mà sẽ không được điều trị kịp thời sẽ để lại một số các biến chứng như là nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp, tràn dịch màng phổi, viêm phổi. Để chủ động phòng bệnh, bên cạnh việc tiêm vaccine sớm, đúng lịch, đủ liều, thì việc xây dựng chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, vận động lành mạnh, hợp lý, khoa học cũng là chìa khóa hữu hiệu ngăn ngừa viêm phổi ở trẻ em và người lớn. Đối với lại cái việc giữ ấm cho đứa trẻ thì nó khác so với lại chúng ta suy nghĩ. Thì thông thường bố mẹ, ông bà thì mình cho rằng là giữ ấm cho con là mình phải che đậy rất là kín cho con. Tuy nhiên cái nguyên tắc của chúng ta đối với lại khi mà giữ ấm cho đứa trẻ thì chúng ta cần là giữ ấm tay chân, tuy nhiên những cái đầu thì phải để thoáng ra. Và với những cái ngày lạnh giống như là thời tiết miền Bắc chúng ta vừa mới trải qua cái giai đoạn mà là 7 đến 8 độ thì mình chúng nên mặc cho đứa trẻ nhiều lớp quần áo để khi các con nó vận động thì khi mà cái thời tiết nó tăng lên thì chúng ta sẽ kiểm soát nhiệt độ của đứa trẻ bằng cách là thỉnh thoảng sờ và sau đó chúng ta sẽ tháo quần áo ra. Cùng với đó, mọi người cần tránh môi trường có nhiều khói thuốc lá, thuốc lào, thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là từ bên ngoài trở về nhà. Mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh có thể lây qua đường hô hấp, vệ sinh hầu họng, mũi miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý. Chuyên gia y tế cũng khuyến cáo tất cả các trường hợp có biểu hiện của viêm phổi hoặc nghi ngờ viêm phổi cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để khám, chẩn đoán và điều trị. Người bệnh không nên chủ quan, tự điều trị hay tự mua thuốc kháng sinh về uống. Điều trị không đúng cách có thể dẫn đến bệnh nặng hơn, gây ra biến chứng và làm tăng nguy cơ kháng sinh.